chút cái ống tối là 100 giờ. Hả? Cái ngày chút là có ống tối là 100 giờ. Thứ 9 á? Thứ 9. Không được. Không biết ta thôi được. Hả? Thứ 9 là cái thứ 4, thứ 3, thứ 3. Được rồi. Thứ 9 là cái thứ 5 khác. Thứ 2 là thứ 2 á. Chú ơi, chú gặm gậy của cháu, chú quýnh cũng tối nay 100 giờ. Không sao hơn. Dạ thì đúng rồi, có trên lệch chút xíu thôi, chứ không có xa xa như cây gậy của chú. Cây gậy của chú còn như cái sáp của nó cứng thôi. Cây gậy của chú, gậy, bộ gậy của chú cái sáp cứng hơn. Là cái gậy này cháu đúng là đúng 100 nhà. Dạ. Còn cái gậy cháu bảy với cháu 100 nhỏ nhà. Dạ. Nó đang báo đội gậy. Dạ. Nó mất đội gậy. Không mà cháu lại phải phụ này. Tại vì cháu uống chắc khác lắm. Dạ. Cháu gần cháu uống 100 nhà là uống đúng 100 nhà. Còn cái uống mà thì cháu uống 100 nhỏ nhà. Uống là đúng như là ra tiêu vậy.